Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Nguyễn Tâm xin chia sẻ với quý vị và các bạn về kinh nghiệm cách chăm sóc tạo nhiều hoa đối với cây sử quân tử, hay còn gọi là cây hoa giun. Trước khi hướng dẫn với các bạn các nội dung nêu trên, thì chúng tôi cung cấp với các bạn về đặc điểm của cây sử quân tử. Thưa các bạn, hoa sử quân tử có màu sắc rất rực rỡ, nhiều màu sắc và có hương thơm nồng nàn rất là quyến rũ. Hoa nở liên tục nhiều lần trong năm. Cây có thể che nắng nóng tốt nên rất được ưa thích. Sử quân tử là cây leo bằng các cành non mềm mảnh và sống lâu năm. Sử quân tử thân cành nhánh nhiều, cành non và cành bánh tẻ thường có màu xanh đậm, cành già chuyển màu nâu, lá sử quân tử màu xanh đậm và bóng, hình trái xoan, nhọn hai đầu, sờ vào thấy thô ráp, lá đơn mọc đối. Về hoa sử quân tử mọc thành chùm rất rực rỡ, hoa hình ống, ban đầu màu trắng, sau đó hoa nhỏ dần và màu hồng, trông rất xinh đẹp. Khi hoa đủ nắng sẽ chuyển sang màu đỏ. Trong quá trình đổi màu, cánh hoa dần dần cuộn tròn lại theo hình ống, xẻ ra cánh hoa hình ngôi sao, trông rất đẹp. Chúng ta đang quan sát rất nhiều cánh hoa trông giống như rất nhiều ngôi sao đang rực rỡ lung linh trong nắng. Hoa sử quân tử thường nở liên tục nhiều nhất vào mùa thu, mùa đông và mùa hè. Sau đó chúng lụi dần đi. Thưa các bạn, sử quân tử là một cây rất dễ sống, dễ trồng, ưa các loại đất, rất phù hợp với đất mùn, đất pha cát, đất thịt. Cây xanh tốt quanh năm và ra hoa chủ yếu vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Tuy nhiên, để cây ra hoa một cách thường xuyên theo đúng ý định của chúng ta, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn với các bạn để cây ra hoa một cách thường xuyên, ra nhiều hoa, hoa nở rộ theo đúng ý muốn của chúng ta. Về thành phần dinh dưỡng, trồng cây như sau. Đối với thành phần đất trồng, chúng ta lưu ý đối với đất trồng gồm cá thể đất chúng ta trồng chủ yếu là đất thịt. Đất thịt chúng ta chiếm tới 40-50%, hoặc là chúng ta có thể tha thêm tỷ lệ đất cát một cách phù hợp. Sau đó chúng ta trộn giá thể này với mùn, phân hữu cơ, phân đã hoai mục tỷ lệ 20-30%. Chúng ta trộn các giá thể nêu trên. Ngoài ra chúng ta còn có thể bổ sung sơ dừa cho chấu vỏ lạc sống. Đó là thành phần đất. Thứ hai là đối với kỹ thuật tưới tiêu. Do đặc điểm cây ít ẩm
khô ráo, không chịu được uống nước, cho nên chúng ta hết sức lưu ý khi chúng ta chăm sóc. Ngoài thành phần giá thể đất mà chúng tôi đã nêu trên thì chúng ta cần phải đảm bảo chế độ tưới tiêu phù hợp, giữ độ ẩm cho cây, không để úng nọng nước. Nếu để đọng nước hoặc úng thì sẽ không tốt cho cây, hoặc có thể làm cho cây suy yếu và cây có nguy cơ chết rất cao. Với điều kiện ánh nắng, ánh sáng, đây là cây ưa ánh nắng một cách tự nhiên, ánh sáng tự nhiên, cho nên chúng ta trồng ở môi trường ngoài với ánh sáng, ánh nắng một cách tự nhiên thì hoa có điều kiện phát triển và trổ nhiều hơn và nhiều màu sắc hơn, hoa cũng rực rỡ hơn. Về cách trồng, chúng ta có thể trồng theo 3 phương pháp. Chúng ta có thể gieo hạt, dâm cành, nhả cành từ bụi, từ cây già để chúng ta cấy. Chúng ta có thể trồng vào chậu. Chúng ta lưu ý khi chúng ta trồng vào chậu, chúng ta phải chọn chậu có kích thước phù hợp. Về giá thể đất, như chúng tôi đã hướng dẫn các bạn về giá thể đất như nêu trên, đối với cây trồng trong chậu thì 6 tháng chúng ta bổ sung phân hữu cơ một lần. Chúng ta phải đảm bảo tưới nước, không để cây quá khô, và phải đảm bảo độ thoát nước tốt. Thứ hai, chúng ta trồng dưới đất, chúng ta phải tưới nước thường xuyên, cứ 2 ngày chúng ta tưới một lần, miễn là thấy đất có độ ẩm là được. Khi chúng ta tưới, chúng ta chú ý không để úng nước, và có thể từ 6 đến 8 tháng chúng ta bón phân một lần. Có thể bón phân phân chuồng đã hoai mục hoặc phân bò cho chấu chúng ta trộn vào ra chăm sóc. Đối với kỹ thuật để cây ra hoa theo đúng ý định thì chúng tôi chia sẻ với các bạn như sau. Thứ nhất, để cây ra hoa đồng làm như các bạn đang quan sát thì chúng ta phải có các phương pháp, như chúng ta phải cắt đồng loạt tay cành, sau đó chúng ta bổ sung lượng dinh dưỡng cho cây tùy vào từng thời điểm, tùy vào từng mùa, tùy vào đặc điểm lúc cây có thể đang ra chồi non hoặc cây đang ở thời điểm bánh tẻ. Từ thời điểm cây ra chồi đến khi phát triển một cách mạnh mẽ, lúc này cây có thể ra nụ hoa, ra hoa sau một tháng từ thời điểm cắt. Lúc này cây sẽ ra hoa rất nhiều, hoa nở rộ sau 1 tháng 30 ngày, chậm nhất thì 2 tháng cây sẽ là hoa rộ như chúng ta đang quan sát. Trong trường hợp này chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp như đã nêu ở trên. Tùy vào từng khí hậu, từng vùng miền mà chúng ta có thể 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì cây sẽ cho ra hoa, hương hoa rất nồng nàn, thoang thoảng mùi thơm rất quyến rũ, hoa rất nhiều sắc màu, nhiều các cạnh. Dần dần hoa sẽ chuyển sang màu đỏ, sau đó sẽ già đi,
Sử quân tử phù hợp với các điều kiện thời tiết khác nhau chúng ta, cho nên chúng ta có thể trồng ngoài hàng rào, trồng leo tường, trồng ngoài hành lang, vân vân. Chúng ta có thể trồng sử quân tử vào trong chậu với sử quân tử không leo. Còn khi chúng ta trồng bên ngoài thì chúng ta nên chọn sử quân tử có thể leo được. Về kỹ thuật, biện pháp thứ hai đó là khi sử quân tử ra hoa thì chúng ta sẽ ngưng tưới nước. Từ thời điểm chúng ta ngưng tưới nước đến thời điểm mà cây chúng ta quan sát thấy thông thường, khi trời mưa thì chúng ta ngưng tưới nước, còn nếu trời nắng thì cứ bình thường khoảng 3 đến 4 tuần chúng ta sẽ tưới một lần, tùy theo từng nơi về thời gian ngắn hoặc dài hơn. Những dấu hiệu chúng ta nhận thấy là khi lá chuyển sang màu vàng thì chúng ta rung nhẹ tay cành thì lúc này lá bám trên tay cành sẽ rụng xuống. Từ thời điểm này chúng ta sẽ tiếp tục chăm sóc trở lại một cách bình thường. Thì như vậy trong thời gian đó lá rụng, đồng thời cây sẽ phát triển chồi mầm non tay cành mới. Và tính từ thời điểm chúng ta thiết nước, xiết nước khi ra chồi non mới, thời điểm ra hoa trong vòng khoảng 2 tháng thì hoa sẽ nở rộ. Về sâu bệnh, đặc điểm của cây rất khỏe mạnh, dễ sống, dễ trồng, rất ít bị sâu bệnh. Do đó để đẹp một cách tự nhiên mà chúng ta đang quan sát thì chúng ta nên cắt bớt tay cành đã già cỗi, bị sâu, cành bị tàn. Sau khi ra hoa nhiều thì cây có biểu hiện già cỗi tàn thì chúng ta nên cắt bớt. Vâng, chúc các bạn luôn thành công và đừng quên ấn đăng ký, like, chia sẻ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.